Hello các bạn, thì hôm nay mình sẽ làm một trải bài về chủ đề đó là bạn ở trong tương lai muốn gửi gắm điều gì đến bạn ở trong hiện tại. Có thể nếu mà mình đặt cái tiêu đề nó có thể nghe khó hiểu một chút đi, bởi vì mình cũng không biết phải giải thích diễn giải như thế nào để cho cái tiêu đề đấy nó ngắn gọn lại được. Thì đây sẽ là trải bài như thế, tức là phiên bản của bạn có thể là 1 năm trước, 2 năm trước, 1 năm sau, 2 năm sau hoặc 3 năm sau đều muốn quay trở lại để muốn điều gì với bạn ở ngay hiện tại lúc này. Bởi vì bản thân của chúng ta ở thời điểm tương lai sẽ luôn tốt hơn là thời điểm hiện tại, mà chắc chắn là chúng mình sẽ đón nhận được một cái thông điệp, và mình sẽ cố gắng có thể hướng cái intention của mình đến với những cái thông điệp nó tích cực nhất. Thì intention tức là ý định của mình đó. Thì đây sẽ là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Thì mình sẽ đến với tụ 1 đầu tiên nhé, dành cho những bạn chọn tụ 1. Các bạn có helpful, các bạn có panicky, các bạn có creative, các bạn có inner voice, các bạn có harmony. Ok, xong các bạn có emotion này. Các bạn có 4 cấp. 7 kiếm. 6 cấp. 4 tiền. Building block. Here and now. Earth magic. Extinct. Harmony, các bạn có 2 lần là harmony. Ok, mình có thể nói ở đây có thể như là rồi mọi thứ các bạn sẽ được cân bằng trở lại. Có thể hiện tại các bạn đang ở trong một cái trạng thái đó là tức giận, một trạng thái hoảng loạn, bởi vì có thể là một ai đó trong quá khứ đã lừa bạn. Ở đây có thể liên quan đến cả lừa lẫn tiền bạc lẫn cả tình cảm nhá. Cái người này thực ra không phải lừa bạn đâu, mà người này đã có những cái thói xấu, những cái cách chơi xấu đối với bạn ở trong quá khứ đó. Và bởi vì có thể như là bạn đang rất là tiếc, bạn luôn là một cái người luôn ngoảnh lại quá khứ, bạn luôn nhìn lại cái phần quá khứ của mình, bạn luôn suy nghĩ rằng là và bạn luôn nghĩ rằng mình sẽ không thể move on khỏi cái hoàn cảnh này ý. Thì hiện tại thì các bạn đang cảm thấy rất là tức giận, căm giận đối với người ta. Thì cái phiên bản lớn hơn của các bạn trong tương lai đó, cái phiên bản từ 3 đến 5 đến 6 đến đến 1 đến 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 1 tháng sau đó, thì phiên bản này muốn nhắn nhở với các bạn đó là rồi mọi thứ sẽ được cân bằng trở lại. Bạn không nên cứ việc cứ phải quay đầu lại, ngoảnh mặt lại để nhìn đến những cái nỗi đau đấy để tự dằn vặt bản thân của mình, bởi vì rằng là bạn luôn luôn có cái khả năng để tạo ra cái thực tại của chính bản thân mình. Có thể nếu như mất cái việc tiền bạc đó thì bạn có thể tự tạo lại tiền bạc. Có một ai đó lừa dối bạn trong cái mối quan hệ thì bạn vẫn có thể tìm kiếm được một ai đó khác tốt hơn đến với bạn nữa. Và mọi thứ ở tương lai, và nói chung là thực ra thì mình cảm giác những cái vụ việc này nó đã xảy ra với các bạn rồi, và ở hiện tại đó thì đáng lẽ ra bạn phải xuôi theo dòng, bạn phải đi cùng dòng, nhưng mà bởi vì bạn lại cứ luôn ngoảnh mặt lại quá khứ, thế nên là phiên bản ở tương lai của các bạn muốn bảo các bạn đó là hãy ở trong cái phút giây ở hiện tại này đi, chứ đừng có nhìn mặt về quá khứ và đừng lo lắng về trong tương lai cả. Bởi vì ở tương lai của các bạn nó là sự cân bằng của cái sự đầy đủ, của cái sự vui sướng tột cùng và của một cái sự vững chắc nữa. Có thể như là cái trải nghiệm này đó xảy ra đến các bạn đó để nó phá bỏ đi những cái thứ mà các bạn đã xây, đã cố định từ từ lâu về trước rồi. Nhưng mà có thể cái sự phá bỏ này đi, cái sự phá hủy này đi để khiến các bạn có thể xây dựng nó một cách tốt hơn, một cách tuyệt vời hơn, mình có thể nói thế, một cách tuyệt vời hơn, một cách tốt hơn. Thế nên là bạn đừng có lo lắng quá nhiều và đừng suy nghĩ và đừng quá bi quan. Mình cảm thấy các bạn như là đang khá là bi quan với mọi vấn đề trong cái việc đó, là các bạn có thể như là có một ai đấy đó muốn muốn đến giúp đỡ các bạn, nhưng bởi vì các bạn sợ rằng là có một ai đấy đang đến để lừa mình. Cái người này bạn có bởi vì cái vết thương, bởi vì cái tổn thương của bạn trong quá khứ đó khiến bạn cảm thấy đa nghi, hoài nghi, thế nên là bạn không muốn đón nhận cái sự giúp đỡ này của người ta. Hoặc là đấy nhá, cái sự giúp đỡ này người ta có thể đấy là trong công việc, còn trong chuyện tình cảm thì đó là các bạn không thể đón nhận chuyện tình cảm của người ta. Và bởi vì các bạn đang luôn ở trong một cái trạng thái phòng thủ này, các bạn sợ, lo sợ có một ai đấy đến lại làm tổn thương mình, giành giật mình, thế nên là các bạn luôn thu mình lại, bởi vì các bạn lo sợ. Thế nên là ở cái phiên bản tương lai của các bạn đó muốn nói với các bạn là hãy chill đi, kiểu hãy thoải mái đi, hãy đừng lo lắng quá nhiều, bởi vì là hãy mang một cái trí óc của một đứa trẻ không biết sợ, bởi vì chúng mình quá lớn
bởi vì chúng mình đã phải trải nghiệm qua rất là nhiều thứ, thế là chúng mình sẽ sợ được những cái thứ đấy. Nhưng mà với một đứa trẻ nào không, nó chưa có sự trải nghiệm thì nó sẽ không biết sợ gì cả. Thì đây là những cái điều mà phiên bản trong tương lai muốn nhắn nhủ đến các bạn đó. Thì mình sẽ tạm thời cất gọn lại để chúng mình chuyển sang tiếp để chúng mình chuyển sang tụ bài tiếp theo. Nói chung là các bạn đừng lo lắng quá, bởi vì là các bạn đã có một cái sự, tức là vũ trụ vẫn luôn ở đây để giúp đỡ bạn. Sẽ có những cái phép thuật, phép màu của bạn nghĩ là nó sẽ không xảy ra trong cuộc sống của bạn, nhưng mà bởi vì vũ trụ cảm giác cảm thấy rất là, tức là vũ trụ sẽ luôn bên cạnh bạn để có thể lo lắng cho bạn đó. Các bạn đến tụ hai này, tụ hai các bạn có new beginning này, strength, power, time to go này, co-create này, oh, to the sea, happiness, the master, the sorrow. Các bạn có hai lá sức mạnh là, thực ra là ba lá, tám tám gậy, the high priestess, excited này, missing và shy. Thực ra thì mình không biết là các bạn đang phải trải qua sự tổn thương gì, nhưng mà có thể ở hiện tại các bạn đang có một cái chút của cái việc đó là sự chần chừ, không muốn tiến lên phía trước. Cho dù bất cứ là tổn thương gì đã xảy ra thì nó đều là tổn thương trong quá khứ của các bạn. Có thể là của cái sự việc là các bạn phải gồng gánh, chống trải, chịu đựng một mình bởi sự cô lập, bởi sự gồng gánh mà bạn không cảm nhận được mình có được mình, các bạn cảm thấy mình bị lạc loài đó, và không cảm nhận được đằng sau mình có hậu phương giúp đỡ. Và các bạn cảm giác như là rất là lo sợ, các bạn đau khổ, các bạn cảm thấy tột cùng. Thì mình muốn nói ở đây đó là mọi thứ nó sắp đến rồi. Cái chương tiếp theo của các bạn, cái khởi đầu mới của các bạn đến rồi. Các bạn sẽ có sức mạnh để có thể vượt qua được cái nỗi đau này. Mình không rõ cụ thể đây là nỗi đau về tình cảm, về công việc, hay là về bạn bè, hay là về gia đình. Nhưng mà mình cảm nhận được là các bạn đang ở trong cái trạng thái rất là cùng cực, khổ sở. Có thể cái điều này đang ám ảnh đến cả giấc mơ của các bạn. Các bạn ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng mà, và có một điều đó là, có thể như hiện tại các bạn đang phải đứng trước một cái điều gì đấy, phải buông bỏ một cái điều gì đấy, nhưng mà bản thân của bạn lại không muốn buông bỏ, không muốn rời bỏ nó ra, bởi vì bạn sợ rằng là không biết là liệu mình buông bỏ thì nó có tốt hơn hay không. Thì cái phiên bản tương lai của các bạn muốn nhắn nhủ các bạn đó là bình minh đang đến rồi, bạn sẽ có đủ sức mạnh để có thể buông bỏ được nó. Hãy, bởi vì cái phần tương lai của các bạn đó, và mình cảm giác như là cái việc mà các bạn buông bỏ ấy, các bạn không muốn thì các bạn cũng phải làm ấy, bởi vì có một điều gì đó đang đến với các bạn, một cái sự hanh thông, một cái sự, trước giờ nếu các bạn đang trong bế tắc, các bạn đang dậm dịch không biết đi hay ở lại, thì trong đợt thời gian tới này thì mọi thứ sẽ được giải tỏa, sẽ được lưu thông. Và cái phía trước của các bạn đó là một khởi đầu mới, là một bình minh mới, là một bình minh mới, là một khởi đầu mới, là tất cả những cái gì mới mẻ nhất để đến với bạn. Đây là lá của sự chín mùi, của cái sự mà đầy đủ sung túc. Thì việc của các bạn hiện tại đó là hãy xuôi theo dòng, tức là hãy to the sea đó các bạn, tức là hãy flow, hãy chạy theo cái dòng chảy của vũ trụ để mình có thể đón nhận được những cái thứ mà nó tốt đẹp hơn, nó xứng đáng hơn với các bạn ấy. Bởi vì là các bạn đã ở trong cái hoàn cảnh này đủ rồi. Các bạn đã ở trong cái hoàn cảnh này đủ rồi, và các bạn không nhất thiết phải ở lại trong cái hoàn cảnh này nữa, bởi vì nó sẽ không giúp ích được cho các bạn. Và có thể các bạn đang nhớ đến một người đó, nhưng mà mình cảm giác như là trong tương lai đó, thì đó là cái cảm giác của cái sự excited, tức là cái sự hào hứng, của sự vui sướng, của sự hân hoan, của sự rung động, của cái sự cảm nhận được sự vui vẻ. Và các bạn yên tâm, các bạn sẽ tìm được giống loài của mình, các bạn sẽ tìm được những cái người trợ giúp với các bạn. Như mình nói lúc đầu đó, có thể các bạn đang cảm giác như bị cô đơn, bị cô lập, không có ai ở bên cạnh mình, hay không có ai gồng gánh cùng mình. Thì ở cái chặng đường tiếp theo đó, thì các bạn sẽ tìm được những người bạn độc hành của các bạn. Và lúc đấy thì một khởi đầu mới, một hành trình mới đang chờ các bạn rồi. Thì mình cũng không biết phải nói gì nữa, chỉ biết là các bạn có thể hãy dừng lại, đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng tạo ra những cái vật cản,
để cản trở các bạn đi đến với cái bình minh mới, đi đến với cái hành trình mới mà đáng lẽ ra nó thuộc về với các bạn. Các bạn có to the sea này, có co-create này, và các bạn luôn nhớ rằng là bản thân của các bạn mạnh mẽ hơn là các bạn đang tưởng, bởi vì các bạn sẽ có đủ sức mạnh, đủ dũng khí để có thể vượt qua cái hoàn cảnh hiện tại này. Thì đấy sẽ là dành cho tụ số 2. Bây giờ mình sẽ đến tụ cuối. Chúng mình có The World, 3 gậy, 3 cốc, Queen of Swords, Angry, Surprise, Longing, Observation, Thinking, New Life, Generations, Bridge, Subsiding, Postponement, Patient, and Holistic. Ok, thì cái tụ này thì đến tụ 3 này thì mình cảm giác như là các bạn cũng sẽ có một cái, các bạn sẽ đóng lại một cái chương nào đấy và bắt đầu một cuộc sống mới, một cái sự tái sinh, một cái cú nhảy vọt và một cái sự thay đổi nào đấy. Phiên bản tương lai của các bạn muốn nhắn nhủ với điều này dành cho các bạn, đó là hãy ngừng trì hoãn lại đi. Bởi vì chính bản thân các bạn cũng biết là mình đang phải tiến lên phía trước rồi. Và đừng đặt câu hỏi tại sao, đừng đặt câu hỏi cho cái sự than thân trách phận. Có thể như là các bạn đang than thân trách phận là tại sao mình phải trải qua những cái vấn đề này, tại sao mình phải chịu đựng những cái điều này, tại sao những cái thứ mà mình mong muốn nó không đến. Có thể các bạn đang rất là chờ, mong chờ một cái điều gì đấy, nhưng mà bởi vì bạn càng mong chờ nó thì nó càng không đến. Và bởi vì cái sự chậm trễ, thực ra nó không phải là sự chậm trễ đâu, mà bởi vì cái năng lượng của các bạn ấy là chính là cái điều, chính những cái thứ mà bạn đang mong chờ, bạn đang quan sát, bạn đang càng mong đợi thì nó đã tạo ra cái vật chặn để cho những cái thứ mới mẻ nó đến với bạn. Thì chính vì cái điều chậm trễ này, trong bạn có một cái sự tức giận nữa, và chính cái sự tức giận này thì nó càng làm cái thứ mà bạn mong muốn nó đến chậm hơn, nhưng mà nó sẽ đến. Bởi vì ở đây mình cảm thấy có một sự khởi đầu mới, có thể là một sự di chuyển chỗ ở, một sự di chuyển khỏi công việc, hoặc là bạn quyết tâm đó là thực hiện cái việc du hành của mình đi đó, các bạn có thể đi travel đó, các bạn có thể đi du lịch đó, và các bạn sẽ đến gặp được những cái con người mới lạ. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì các bạn vẫn phải trong cái thời gian là đợi. Các bạn sẽ có một cuộc sống mới, những cái sự thay đổi ở đây. Và bởi vì bạn tức giận và bạn mong đợi là bởi vì bạn đang quan sát bởi cái góc nhìn của bạn. Bạn không ở cái góc nhìn lớn của vũ trụ, bạn không ở góc nhìn ở cái bức tranh toàn cảnh. Vũ trụ thì sẽ luôn biết gửi đến cho bạn những cái điều gì mà bạn cần thiết nhất cho bạn. Thế nên là thay vì mong đợi thì hãy tận hưởng cái cuộc sống này, bởi vì nó sẽ diễn ra đến cho các bạn. Có một cái sự nhảy vọt ở đây. Có một cái sự nhảy vọt ở đây. Và thay vì nhìn vào những cái sự tiêu cực đó, thì bạn có thể tập trung vào những cái bức tranh sắc màu nhiều hơn. Và cái điều mà bạn mong muốn đó, cái chương mới, cái cuộc sống mới ấy, nó sẽ đến với bạn một cách thật là bất ngờ. Chứ nó sẽ không, mình nghĩ là nó sẽ đến một cách bất ngờ. Tức là giống như kiểu chúng mình có một câu là thời đến cản không kịp bão, thì chắc chắn thì nó sẽ đến một cách rất là ùn ấy, chứ nó sẽ không đi từng bước. Có thể như bây giờ bạn đang hy vọng là tại sao vũ trụ, bạn đang suy nghĩ là tại sao vũ trụ không mở cho mình một cái bước nào đấy, thì mình có thể nghĩ rằng là mình có thể dẫn cái bước đấy và mình nhảy sang bước tiếp theo. Và mình nghĩ là những cái điều này nó sẽ đến một lúc, nó đến tất cả và sẽ đến hàng loạt để cho bạn có thể dẫm lên và đi đến nó. Thì đây sẽ là thông điệp từ phiên bản tương lai của các bạn gửi đến cho các bạn ở tụ số 3. Cảm ơn các bạn đã xem.